Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc Giraffe Pedego, hay còn gọi là GP. Đây là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng đến từ Thụy Sĩ. Sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay cũng là một chiếc rất là đặc biệt, sở hữu thân vỏ được cấu tạo toàn bộ bằng vàng hồng khối 18K AU750. Và chiếc này thực sự rất là nặng vàng em ạ. Cái size này nó tương đương với size khoảng 40-41 của mặt tròn. Thiết kế dạng hình bầu dục, và đặc biệt thì độ dày chiếc này nó rất là lý tưởng, nó lên tới khoảng 14-15mm nhá. Mang cho mình cỗ máy Chronograph, cỗ máy in-house do hãng tự chế tạo, nó thực sự rất là dày, nặng vàng anh em ạ. Rồi, và đây là một chiếc mang mã quốc tế tên đầy đủ là Giraffe Pedego GP27650.0.52.1151. Một chiếc với thiết kế dạng hình bầu dục rất là đẹp, và đặc biệt là bốn cái lung càng này anh em thấy này, nó được chuốt đều và khá là dài. Và với thiết kế này thì khi anh em lên tay nó rất là ôm. Mình sẽ trên tay để anh em thấy được vẻ đẹp. Đó, anh em tay to to một chút xíu thì đeo đẹp hơn, bởi vì chiếc này nó tương đương với size như mình vừa chia sẻ là 40-41 của mặt tròn và rất là nặng vàng. Đó. Bên trong mặt số của chúng ta thì hội tụ đầy đủ tính năng như là kim báo Chronograph. Chúng ta sẽ có một kim Subtle Small Second nằm tại góc 3 giờ. Đây là kim dây chính của đồng hồ, còn hai kim nhỏ là kim báo giờ phút của tính năng Chronograph. Để vận hành tính năng đó thì anh em sẽ sử dụng cái phím nằm tại góc 2 giờ và 4 giờ. Đó, mình sẽ ấn để cho cái tính năng này nó vận hành. Anh em thấy kim này đang di chuyển rồi, và nếu anh em muốn tắt đi thì chúng ta bấm lại một lần nữa và reset bằng phím góc 4 giờ. Lịch ngày được bố trí tại góc 4 giờ 30 với một ngày hiển thị là ngày 16 ạ. Cọc số của chúng ta thì chúng ta có thể thấy đầy đủ là cọc số Arabic, số học trò, giúp anh em xem giờ rất là tiện lợi. Và anh em quan sát kỹ những cái đồng hồ nhỏ bên trong ạ, được hiển thị bằng những đường tròn đồng tâm rất là đẹp, tạo ra nhiều cái hiệu ứng phản xạ ánh sáng. Kim cọc của chiếc này thì chắc chắn được cấu tạo bằng vàng khối rồi, và với cái nền đeo màu trắng này thì anh em trên tay nó thực sự rất là nổi bật. Mặt kính được trang bị mặt kính sapphire nguyên khối để giúp anh em tránh được vết xước. Phần thân chiếc này thì anh em có thể thấy vị trí góc 3 giờ núm chính với logo GP Giraffe Pedego. Và núm này anh em có thể dễ dàng lên cót tay cũng như là kéo ra để chỉnh lịch và giờ rất là tiện lợi. Đó, phần thân chiếc này được tạo hình đẹp này, toàn bộ được hoàn thiện phay bóng rất là sáng với sự ánh kim của vàng, một kim loại quý, anh em thấy nó sẽ thu hút mọi ánh nhìn. Đi kèm chúng ta sẽ có thêm một sợi dây da, và đây là sợi dây đã được nâng cấp lên sợi dây cá sấu xịn nhá, nhập Pháp luôn đấy ạ. Ở đây chúng ta sẽ có thêm bộ khóa đôi của GP, và chắc chắn rồi, bộ khóa này cũng được cấu tạo bằng vàng khối với đầy đủ chuyện cân tiểu ly, chuyện đầu trò Beckla, chuyện AU750 và chuyện của hãng. Chúng ta sẽ có dòng chữ Giraffe Pedego. Với bộ khóa đôi này thì thực sự nó sẽ làm tăng cái trọng lượng vàng lên rất là nhiều so với khóa xiên, và đặc biệt thì nó sẽ giúp tăng tuổi thọ cho sợi dây của chúng ta, nó sẽ không bị gãy dây. Cuối cùng là phần đáy của chiếc này được thiết kế skeleton lộ máy, và nó được cố định bởi bốn con ốc vít nằm tại bốn điểm. Và ở đây chúng ta sẽ có một chiếc mang trong mình cỗ máy Calibre 3370. Cỗ máy này được nâng từ máy 3300, cỗ máy do GP tự chế tạo. Cỗ máy này thì anh em sẽ có đầy đủ số lượng chân kính khá là nhiều. Ở đây thì hãng đã chuyện khắc ở bên trong máy rồi. Số lượng chân kính là 63 chân kính em nhé. Một chiếc đồng hồ mà được trang bị số lượng chân kính khá là nhiều, cho độ chính xác cao với tần số là 28.800 ppH, và thời lượng chữ cốt là 48 giờ. Quả văng rất là nhạy và chạy xoay một chiều anh em ạ, anh em có thể thấy nổi bật với những con ốc lung xanh và những cái vân sớ bên trong máy rất là đẹp. Vị trí 3 lần wheel, đầy đủ thông tin về chuyện khác. Và với GP thì hãng đã chuyện cho chúng ta những cái thông số ở quả văng như là Ly Châu Đi Phon, đây là nơi chế tạo ra chiếc Giraffe Pedego này, một thị trấn rất là nổi tiếng tại Thụy Sĩ, được mệnh danh là cái nôi của ngành công nghiệp chế tạo đồng hồ. Ở đây chúng ta sẽ có đầy đủ ở phần đáy là mã reference, là đầu mã là 2765. Ở trên này mang số thứ tự là số 33. Đó, bên trên này chúng ta cũng có đầy đủ thông tin là Giraffe Pedego. Và để minh chứng cho bộ khung vỏ được cấu tạo bằng vàng khối thì hãng đã không quên đóng những cái chuyện của vàng, chuyện đầu trò Beckla này, chuyện cân tiểu ly bên này. Và tất cả những cái góc cạnh này được hoàn thiện rất là tốt ạ. Đó. Với chiếc Giraffe Pedego này thì bên mình về với tình trạng là qua sử dụng nhưng độ mới còn cực kỳ cao. Và vẫn còn đầy đủ hộp sổ của hãng, thì hiện tại thì đồng hồ về trước, hộp sổ về sau. Thì
Thì nếu anh em quan tâm thì có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình để lên tay thử sản phẩm. Và với chiếc Giraffe Pedego này, một thương hiệu lớn sử dụng thân vỏ vàng khối và mang cho mình cỗ máy in-house do hãng tự chế tạo, chiếc này bên mình giao lưu lại với anh em mức giá là 162 triệu cho một siêu phẩm. Với chế độ bảo hành lên tới 6 năm và cam kết hàng chính hãng trọn đời cho anh em an tâm sử dụng. Anh em ở xa thì liên hệ bên mình để bên mình hỗ trợ ship COD. Anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên giao hàng. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% để bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu